Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp đã và đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ, và kể từ đó đến nay thì đã chứng kiến rất nhiều đội hình khủng khiếp trỗi dậy và sụp đổ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là đâu trong số những đội hình đó có được vị trí tối cao trên ngai vàng VCS? Và hôm nay, Evo sẽ đưa các bạn đến với top 5 đội hình khủng khiếp nhất mà VCS từng sản sinh ra, dựa trên thành tích thống trị khu vực và màn trình diễn tại đấu trường quốc tế. Ở vị trí số 5, đó chính là đội hình của Boba Marines năm 2015, với Archie, Tick, QTV, Optimus và Juni. Đội hình toàn sao này đã hủy diệt toàn bộ 16 đội tuyển với thành tích 28 trận thắng và chỉ để thua 2 trận và giành lấy chức vô địch của VCS mùa hè 2015. Boba Marine cũng đã thể hiện phong độ đáng sợ khi đứng nhất vòng bảng của JBL mùa hè năm 2015 và bỏ túi 5.500 đô tại giải đấu King of Sea với chuỗi 11 trận bất bại tại năm 2016. Chúng ta đặt ra đó là Juni chỉ cần phản xạ tốt rồi, JRC lên bản đến số ngay, Kingy chỉ cần góc mặt ra đường giữa này thì các thành viên của rồi nhìn đi, nhìn đi, có khổng lồ á hết vẫn lên bản đến số, anh ta vẫn chịu được rất nhiều sát thương ở trụ, mặc dù phải lên bản đến số nhưng đây đang là khoảng trống để những chủ lực còn lại, thậm chí Archie bơi thẳng vào nhà chính của IBT. Dù sao chăng nữa thì bọn họ vẫn đang chứng tỏ rằng mình bất bại ở giải đấu này, lại thêm một chiến thắng 3-0 nữa trọn vẹn. Tiếp đến ở vị trí số 4 là đội hình của EVOT Esports vào mùa xuân năm 2018. Stark, Yijin, Warzone, Slay và Ronobi đã cày nát giải đấu VCS ngay mùa đầu tiên tham dự của đội tuyển này. Không những độc tôn trên ngôi vị đầu bảng với thành tích 12 trận thắng, 2 trận thua, EVOS còn đánh bại đội tuyển được nhiều người yêu thích lúc bấy giờ, đó là Gigabyte Marine, trong trận chung kết giành lấy chức vô địch VCS mùa xuân 2018 để đổi lấy chiếc vé đến với MSI. Tuy không vượt qua được vòng bảng nhưng với chiến thắng hủy diệt 3-1 trước Supermassive và 2 trận thắng vòng bảng trước Team Liquid và Fnatic, EVOS đã phần nào khẳng định vị thế của khu vực VCS tại thời điểm đó. Fans worried, could they carry on the legacy of the Gigabyte Marines? They might even be doing one better. Yijin and the rest of the team, eyes on the prize. He will give his life for this one. But the rest of the team is focusing down. Nexus now set to fall. Supermassive, a desperate stand. Slay continues to auto-attack. They need to get the Ash. Snowflower, desperate to make a play, but that's gonna do it! EVOS earn their place on the group stage. They take down Supermassive. 3-0 the prediction goes the other way. 3-1 in the favor of Vietnam. Ở vị trí số 3, chúng ta có thế hệ vàng đầu tiên của Liên minh huyền thoại Việt Nam. Đó chính là Saigon Joker 2012, QTV, Violet, Nixquarter, Archie và Juni là những khai quốc công thần cho nền thể thao điện tử Việt Nam. Đứng hạng 3 tại mùa giải JBL đầu tiên, chỉ sau một tháng thành lập, ngày 10 tháng 9 thì Saigon Joker đã đánh bại Singapore Sentinel với tỷ số 2-1, vô địch giải đấu đi tìm huyền thoại Đông Nam Á và tiến đến với chung kết thế giới mùa 2. Tuy nhiên, đánh giá đây là đội tuyển yếu nhất trong 12 đội tuyển tham dự, SAG vẫn có cho mình một chiến thắng hủy diệt trước Team Dignitas. Và Grom đã có một cú lướt rất tốt, Skara lao vào, không thể cản phá, Skara đã phải nằm xuống rồi. Nhưng Quách Hoàng Vũ cũng đã phải trả giá, I Will Dominate đã phải nằm xuống. Hòa Bình Dominate triple kill cho Quách ra kill, có thể Quách ra kill, quét sạch, là một cú quét sạch. Một cú quét sạch, ba tôi đang cố gắng hết, Quách ra kill, chúng ta sẽ chiến thắng. Saigon Joker sẽ có được chiến thắng ở trong trận đấu với Dignitas. Và Dignitas đang phải lãnh một cái giá quá đắt. Chiến thắng dành cho Saigon Joker. Xếp hạng chung cuộc là thứ 90, ngang với CLG và hơn SK Gaming, Dignitas. Ở vị trí số 2, đó là Bầy Trâu Phong Vũ Buffalo, Xerox, Meliodas, Naun, Piccolo, Palette hủy diệt giải đấu mùa hè với 12 trận thắng và 2 trận thua. Đánh bại ngựa ô của mùa giải là Adonis với tỷ số 3-1 tại vòng chung kết và giành lấy chiếc vé đến với chung kết thế giới. Tuy chỉ có cho mình 2 chiến thắng tại chung kết thế giới trước G2 Esports và Flashwolf, Phong Vũ Buffalo vẫn thể hiện bộ mặt đầy mạnh mẽ của mình tại VCS mùa xuân năm 2019. Thành tích kỷ lục với 13 trận thắng và 1 trận thua, đánh bại EVOS Esports 3-1 tại vòng chung kết. Tiến đến với MSI, đánh bại Vega Squadron để giành lấy 2 chiếc vé chung kết thế giới cho khu vực VCS. Quy của Piccolo, quy của Naon, tất cả dồn vào hết rồi. Kiếm cách đường, quay vào, và Norman nằm xuống. Norman nằm xuống. Cách lại một bộ đầu. Chúng ta tan rồi, cái bài tan rơi lên. Bóng vụt. Đây là VCS. We are VCS. Và ở vị trí cuối cùng chắc chắn thuộc về binh đoàn thủy quân lục chiến Gigabyte Marine mùa xuân 2017.
Stark, Levi, Optimus, Slay, Archie. Bất bại trong vòng bảng với 12 trận thắng và 0 trận thua, áp đảo tuyệt đối với chiến thắng 3-0 trước Young Generation tại chung kết. Gigabyte Marine tiến đến với MSI, hủy diệt toàn bộ các đội wildcard với thành tích thắng 5 thua 1, dẫn trước được TSM trong trận BO5 căng thẳng và ghi tên mình vào 6 đội mạnh nhất thế giới khi đánh bại được Supermassive 3-1. Họ đã tiến quá xa các bạn ạ. Từ vô địch GBL, từ vô địch MDCS, vô địch GBL cho đến vượt qua vòng bảng. Chúng ta chỉ đặt hy vọng cho họ đó là vượt qua vòng bảng B. Nhưng đến với cặp đấu thứ hai này, đến với vòng thứ hai này, chúng ta chỉ hy vọng họ có một chiến thắng để gỡ gạc thôi. Không những có cho mình được 3 chiến thắng trước TSM, WE và G2 trong giai đoạn vòng bảng của MSI, GAM còn trình diễn cho cả thế giới thấy một lối chơi đầy mãn nhãn và riêng biệt. Đây chắc chắn là đội hình mạnh nhất mà VCS từng sản sinh ra. Qua mà ai cả thì cục đột trúng và Stark. Chuột và bị lại bị đánh rồi, bị tinh lệ, bị bỏ qua rồi. Thì la vào cố gắng tập thường nhưng người ta không được chơi trong trường hôm nay. Archie vẫn còn đang sống. NK! Phản ứng số. NK rồi. Tóc biến lên hàng gục đến từ Levi. Và đây là quân đặc kiểu. 14-13 là ca đẹp. Levi! Chuyển chỉ để cho đẹp rồi mà chúng ta sẽ có trước đại diện của Trung Quốc. Levi nói rằng tất cả nằm xuống và đem SKT đến đây. Ok. Và đó chính là top 5 những đội hình mạnh mẽ nhất đã từng xuất hiện tại VCS. Nếu như đội hình yêu thích của các bạn không xuất hiện trong danh sách, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới nha. Mình và Bino, và tạm biệt các bạn.